Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2022. Đủ duyên lành, Pháp Hòa cùng hai thầy đệ tử được về thăm đại chúng tại thành phố Halifax thuộc tiểu bang Nova Scotia. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Dạ thưa, khỏe lắm mà ráng. Ráng khỏe. Thưa đại chúng, đây là lần đầu tiên Pháp Hòa được về thành phố này. Trước đây cũng có vài Phật tử ở vùng này đi về Edmonton để tham dự những khóa tu hay là thăm tu viện Tây Thiên Trúc Lâm. Chuyến đi này khởi xướng từ thành phố Charlottetown thuộc đảo Prince Edward Island. Và khi mà tin tức Pháp Hòa đi sang đảo đó, thì thành phố Mountain thuộc tiểu bang New Brunswick cũng như Halifax thuộc tiểu bang Nova Scotia, thì ba thành phố liên lạc, thì Pháp Hòa mới kết hợp cả ba thành phố trong vòng 2 ngày. Thì hôm qua Pháp Hòa bay tới Charlottetown là 6 giờ chiều, rồi thì 7 giờ là lên sinh hoạt với quý vị. Sau khi xong thì sáng nay từ ở Charlottetown đi xe về Mountain để 11 giờ trưa sinh hoạt ở đó. Sau giờ ăn trưa thì lên đường đi về đây. Hồi chiều về tới đây là khoảng gần 5 giờ. Thì được quý vị đưa về nhà cô Hạnh nghỉ ngơi một chút, thì tối nay lên thăm đại chúng. Thì ngày mai thì sẽ có chút xíu việc đi thăm bệnh, rồi thì sẽ về lại Edmonton. Tối hôm qua khi Pháp Hòa đi ngủ á, thì Pháp Hòa mới nói với mấy thầy là đêm nay là sau 3 đêm thầy mới được đặt lưng xuống giường. Đúng 3 đêm, coi như luôn 3 ngày 3 đêm không ngủ. Ngày hôm qua là được đặt lưng xuống giường để ngủ. Một chuyến đi rất là công việc rất nhiều và không có thời gian. Và vì vậy cho nên là đến khuya, coi như có nhiều bữa là thức tới sáng rồi ra phi trường luôn. Đó, thì hôm nay mặc dù cũng sau một cái những ngày cảm, nó cũng còn có chút ho. Thỉnh thoảng nó còn ho thì mong đại chúng hoan hỷ. Nhất là các vị đang xem livestream. Cái microphone livestream nó nằm ngay đây. Thành nữa mỗi lần ho là livestream nghe đủ. Thì thưa đại chúng là ở trong cuộc sống mình á, sở dĩ mà ngày nay chúng ta ngoài công ăn việc làm, tại sao chúng ta vẫn đi tìm đến những chùa viện hay là nhà thờ hay đạo giáo để chúng ta tu tập, là bởi vì chúng ta ý thức một điều rằng khi tâm mà không có bình an thì tất cả mọi việc nó cũng sẽ không an theo cái tâm của mình. Người người đời mà người ta còn có câu á, công viên buồn, tượng đá cũng buồn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thật ra công viên và tượng đá không hề có buồn vui, nhưng mà cái tâm của chúng ta, nếu cái tâm mình vui thì mình nhìn tượng đó mình nói, ôi vui quá, đẹp quá. Công viên mình bước vô mình thấy rực rỡ. Nhưng nếu một ngày nào đó tâm trạng mình không vui, có phải mình bước vào công viên mình thấy công viên cũng buồn và tượng đá cũng buồn không? Và người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thế gian mà người ta còn thẩm thấu điều đó, huống chi là mình là Phật tử. Mà Đức Phật là luôn luôn dạy chúng ta là hướng tâm. Phật giáo là chúng ta học cách hướng nội nhiều hơn chúng ta hướng ngoại. Nói như vậy là không phải là không cho chúng ta hướng ngoại. Hướng ngoại nghĩa là chúng ta nhìn ra bên ngoài, nhưng mà nhìn bên ngoài để hiểu, để học thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta học bên ngoài, hiểu bên ngoài mà chúng ta quên hiểu mình.
Mà khi chúng ta chưa hiểu mình thì chúng ta chưa thể sống bình an được. Mình chưa biết mình muốn gì, mình chưa biết được cái nội tại gia đình mình ra sao, thì làm sao mình có thể cứu vãn tình thế. Xin thưa đại chúng là nhiều khi mình ăn một cái dĩa mì xào ở đâu nó ta làm rất là ngon, mình ăn vô mình thấy ngon thì mình lập tức, trong khi miệng mình nhai là con mắt mình nhìn, và thậm chí có người còn lấy ra đũa khều khều lên coi coi họ để món gì trong này, và ăn xong rồi nhắm mắt nhẩm nhẩm lại coi họ nêm cái gia vị đó như thế nào, để tìm ra được cái hương vị của món ăn, cái cách nêm nếm của người ta trong này gồm có những gì, mặc dù nó đã hòa tan trong đó, nhưng với cặp dơ, nhưng với cái lưỡi thần của mình, nhưng dưới cặp mắt của mình sẽ nếm ra được trong này có tiêu, có đường, có muối căn bản rồi, có ngũ vị hương hay có bột cà ri hay bột nghệ, biết hết trong đó, để chúng ta có thể thực hiện được một cái món ăn mà do chúng ta tự nghiên cứu từ cái dĩa ăn đó. Có những người, người ta muốn mở nhà hàng á, nhiều khi người ta còn phải đi một vòng qua những thành phố lớn có những nhà hàng ngon, người ta vào đó người ta ăn để người ta học hỏi cái cách gia vị của từng cửa tiệm. Ngày xưa ở trên Edmonton cách đây khoảng mười mấy năm, khi mình chúng ta đề xướng xây nhà dưỡng lão cho người già Việt Nam, thì công trình đó là mình bắt đầu khởi xướng 2001. Đến năm 2003 mình mới mua được đất. Và khi mình mua được đất, từ khi mình khởi xướng cho đến khi mua đất, cho đến ngày khởi công, mình phải có bản vẽ. Và quý vị biết, muốn có được một cái bản vẽ đó, mình phải đi nghiên cứu rất nhiều những nhà dưỡng lão trước của người ta xây dựng, để mình học hỏi. Mình học hỏi những cái cách người ta xây dựng. Tại vì ở đây chính phủ phải quy định mình làm đúng tiêu chuẩn thì chính phủ mới cho xây, mới cho người ở được. Thì mình phải đi nghiên cứu nhiều cái nhà dưỡng lão, đi coi, để rồi mình về mình kết hợp để mình có được một nhà dưỡng lão của người Việt Nam. Và từ 2001 khởi xướng, 2003 mua đất, đến đầu năm 2007 mình mới có thể cất được cái nhà dưỡng lão đó. Và đến tháng 10 2008, tức là sau hơn một năm xây dựng, và chúng ta đã đi vào hoạt động cho đến bây giờ. Và khi mà chúng ta xây dựng xong, chúng ta muốn có cái cách điều hành, chúng ta phải mướn một người nhân viên chuyên về vấn đề điều hành một nhà dưỡng lão đến để hướng dẫn cho mình suốt một năm trời. Mà mình giống như mình phải mướn lại từ một cái nhà dưỡng lão khác, tại vì không phải tự ý mình muốn vô muốn làm gì làm được, tất cả phải đi theo cái quy trình của chính phủ hết. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để cho chúng ta biết rằng, muốn chúng ta muốn làm việc gì, chúng ta đều thận trọng nhìn vào sự việc để chúng ta biết tất cả những gì chúng ta muốn làm. Cuộc sống á, thật ra nếu hỏi mục đích của cuộc sống là gì, đơn giản chỉ có một chữ kế thôi là chết. Tại hệ nói sống chết mà, luôn luôn chữ sống nó đi với chữ chết. Tại vì cuộc đời này luôn luôn có hai mặt đối đãi, sống chết, ra vào, thắng thua, được mất, tốt xấu, phải quấy, trắng đen, hên xui, vân vân. Đó là bản chất của cuộc đời, không bao giờ một mặt. Cho nên cuộc đời có những cái mặt tiêu cực, nhưng cũng có những mặt tích cực. Và chính cái mặt tích cực á, nó mới ôm ấp được cái mặt tiêu cực. Chỉ có khi nào chúng ta có tình thương, chúng ta mới ôm ấp được những người chưa dễ thương, hay thậm chí những người đó là ai, là những người thân của mình. Thật ra nếu mà một trên đời này bất cứ một người nào mà không dễ thương, mình đều đẩy ra hết, thì cuối cùng mình sẽ là một người không có ai cả. Tại vì trong đời này
Có người nào đến với mình mà không lỡ làm những điều bất như ý đâu. Nhưng mà với tình thương, với tuệ giác là mình ôm ấp được người đó hết. Cho nên mặc dù ở thế kỷ 21 rồi, bây giờ là 2022, sắp sửa bước sang 2023. Thời đại bây giờ chúng ta là A-mốc mà nó mấy mốc, chứ không phải là một mốc, hai mốc nữa. iPhone là nó ra liền liền, phải không? Tất cả những cái gì nó cũng tối tân. Nhưng tại sao chúng ta vẫn còn đi tìm tới để ngồi chen chúc như vậy? Tìm tới những lời kinh, tìm tới những buổi ngồi thiền, tìm tới những cái buổi của quý thầy giảng thuyết. Chẳng qua là đó chẳng phải là chúng ta có cái nhận định rằng chúng ta muốn quân bình cuộc sống. Tại vì cái nội tâm quan trọng lắm. Cái tâm mà không an thì bất cứ sự việc gì nó cũng an. Thí dụ tâm mình không an, người kia nói chuyện vui mình cũng không cười được. Thậm chí họ nói một vài câu mà nghe có tính cách vui vẻ, mình còn bực bội lên, mình còn tháo quát lại, tại vì lòng mình không an. Còn nếu mình tâm mình mà có bình an rồi, người ta nói chuyện vui mình vẫn cười, mà thậm chí người ta không nói vì gì hết, mình vẫn bình an. Cho nên tất cả tượng Phật, khi Đức Phật ngồi, quý vị nhìn tất cả tượng Phật, tượng nào cũng ngồi nhìn xuống, mắt nhìn xuống, để biểu tượng một trạng thái hướng tâm, trở về với cái nội tâm của mình. Mình không trở về với nội tâm của mình thì cuộc sống sẽ rất khó. Tại vì chúng ta không đeo đuổi nổi tất cả những cái vật chất thế gian. Và thậm chí chúng ta không thể nào đem mình và so sánh với bất cứ ai xung quanh cả. Mà mình phải sống thật với chính mình. Mình phải sống thật với chính mình mà mình biết mình là gì, mình đang cần gì, để mình đi tìm những cái phương thức thuốc đúng cho cái nhu cầu của mình. Cho nên ngày xưa có một ông cụ, ông dạy con ông. Ông để trong cái di chúc, trong đó có một câu: thận trọng thì tâm sẽ yên bình. Làm bất cứ việc gì chúng ta làm trong cái cẩn trọng. Thí dụ mình đi cẩn thận, chừng nào khi có bao ít khi nào té lắm. Mình làm gì mà cẩn thận, ít khi nào đổ bể lắm. Mình cắt một tờ giấy mà cẩn thận, lúc nào cắt nó cũng ngay ngắn. Mình xếp một cái gì cẩn thận, xếp lúc nào nó cũng ngay và nó thẳng và nó chắc. Xưa giờ là vậy. Cái gì chúng ta làm có sự thận trọng luôn luôn, không ít có khi nào đưa đến sự đổ vỡ. Thì đời sống của chúng ta cũng vậy. Bất cứ một món ăn gì chúng ta đưa vào cơ thể mà chúng ta có thận trọng thì ít khi nào bệnh hoạn. Thường á, trước khi lên giảng Pháp Hòa ít ăn lắm. Tại vì mình biết mình ăn nó khó tiêu. Và mình ăn nhiều quá thì lên nó vừa mệt mà vừa khó tiêu nữa. Mà cái bao tử mình gần đây là càng ngày càng yếu hơn. Nó không như ngày trước nữa. Cho nên lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Cho nên thận trọng thì tâm sẽ yên bình. Nhất là khi mình ra nước ngoài. Hay là mình ở trong nước. Lúc nào cũng vậy thôi. Đời sống nào nó cũng có những cái khó khăn. Thí dụ mình ở bên này thì mình phải đối diện với những khó khăn của ngoài này. Phần lớn là một số các vị mới sang đây trong vòng vài năm gần đây. Do mình đi đầu tư làm ăn, do mình đi làm theo diện công nhân, hay là mình là du học sinh. Mà đời sống mỗi ngày mình qua đây là tiền bạc rất là chừng mực. Thành thử ra không thể nào phung phí. Mà nếu xài mà tiền mà không cẩn thận thì mình sẽ bị hao hụt. Mà hao hụt rồi thì nó sẽ đâm ra khó chịu. Và đôi khi còn làm những cái điều sai lầm để tìm được những nguồn tiền. Cho dễ lắm. Tại vì hễ mà mình hụt hẫng chỗ nào mà ai đâu đó bổ vào đó, thì thế nào nó cũng có những cái sai lầm trong đó. Cho nên thận trọng thì tâm sẽ yên bình. Cung kính thì thân sẽ khỏe mạnh. Tại vì cái thân á, nó biểu lộ từ cái tâm.
Thí dụ mình có cái tâm cung kính. Cho nên thế giới này á, không có nước nào mà không có một cái phương thức chào hỏi. Bất cứ một đất nước nào, người Nhật có cách chào của người Nhật, người Hàn có cách chào của người Hàn, người Thái, người Campuchia, tất cả các nước đều có một phương thức chào hỏi của họ. Việt Nam mình là khoanh tay cúi đầu. Còn mình theo Phật giáo thì chúng ta chắp tay xá chào. Mà luôn luôn người biết xá chào luôn luôn mang lại sự cung kính. Mà được sự cung kính, cái phước nó tăng. Cái phước nó tăng. Cho nên người lớn, người nhỏ gì, chúng ta gặp nhau, chúng ta đều chào nhau qua cái lễ nghi. Cái chào này là gì? Là một nụ hoa sen tặng cho nhau. Cho nên trong Phật giáo mình chắp tay xá. Đây là một đóa hoa từ trong tâm của mình. Và hơn nữa đó, mình phải có cái thận trọng và cung kính đối với từ con vật cho đến cái dụng cụ mình sử dụng. Cho quý vị thấy trong chùa, mỗi khi trước khi ngồi xuống tụng kinh xá, cảm ơn cái gối ngồi, cảm ơn cái ghế để kinh, nhờ các vị đến đây sắp xếp trước mình có mình ngồi, chứ đâu tự nhiên có được. Cũng giống như hôm nay mình mượn được cái ngôi chùa của người Tích Lan. Ở đây là một cái nhà thờ cổ ngày xưa, rồi các sư mới sang lại cái chỗ này từ năm 2015 để làm cái ngôi chùa cho người Tích Lan. Ở đây đặt là Atlantic Meditation Center. Hồi nãy Pháp Hòa đến, Pháp Hòa được gặp quý sư. Và đó là gì? Mình phải chào hỏi, đó là biểu lộ mình là một người khách. Mình đã được các vị cho phép sử dụng nơi này. Thì việc đầu tiên mình phải đi đến, mình chào hỏi các thầy, cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn của mình. Đó là cái cách. Thì mình phải có cái lòng cung kính. Và khi các vị gặp mình chào hỏi như vậy, các vị cũng hiểu mình cũng có một cái văn hóa. Và chư tăng với nhau, dù là tăng Việt Nam hay là tăng Tích Lan, hai cái truyền thống tu tập khác nhau. Việt Nam là theo Bắc Tông, Bắc Truyền. Các sư Tích Lan theo Nam Tông, Nam Truyền. Dù là hai cái truyền thống Phật giáo khác nhau, nhưng chúng ta vẫn thờ chung một Đức Phật. Về giáo lý căn bản vẫn giống nhau. Còn Phật giáo Bắc Truyền thì có những thêm những bộ kinh phát triển, đưa những cái tư tưởng Đại Thừa vào đó. Nhưng mà về giáo lý căn bản không có khác. Tu tập thiền tịnh không có khác. Như nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng cách ngồi thở đó. Nếu mà quý vị thích cái cách đó, đó quý vị về đây nè, học với các sư ở đây. Các sư ở đây cũng chuyên pháp thuật, pháp thiền đó, Vipassana. Thiền chỉ và thiền quán. Rồi chúng ta gọi là thiền minh sát. Tức là cái cách thiền đó, đó lấy hơi thở làm chuẩn. Mà thưa đại chúng, bất cứ khi nào các vị thấy trong lòng bất an, thay vì mình biểu lộ sự bực bội của mình, đừng, đi tìm chỗ ngồi yên và thở. Thở những hơi thở thật bình an. Khi nào tâm mình lắng xuống rồi, mình sẽ trở ra, mình nói những điều mình không như ý với người thân của mình. Nhưng lời nói bây giờ nó sẽ khác lắm với hồi nãy đó. Nửa tiếng trước mình nói với tâm bực bội, và lời nói của mình nó sẽ tràn đầy những sự bực bội. Nhưng bây giờ mình lắng xuống rồi thì lời nói của mình sẽ có khác hơn. Mình vẫn bày tỏ những điều bất bình với mình, với họ, nhưng không có nói những lời thô. Và lời nói tĩnh lặng luôn luôn là những lời tích cực, có tính cách xây dựng, có tính cách làm cho người khác dễ nghe, dễ tiếp nhận, dễ xây dựng. Thì đó chẳng phải là một phương thức tốt để chúng ta xây dựng sao? Mình đi xin việc,
Dù cái người họ phỏng vấn mình có, họ có nói gì đi nữa, nhưng mà nếu một cái thái độ mình chống bán lại thì làm mày gì mình có việc làm được. Thì cuộc sống này không có bao giờ có được những cái sự gọi là lời nói không dễ thương mà được cái sự thành tựu cả. Cho nên cái pháp thiền không phải là cái tu theo pháp Phật. Ai cũng cần thiền hết. Người trẻ, người già, người đạo, người không gì, nó là thức ăn của tâm. Nó là thức ăn của tâm, nó là một phương thức giúp cho tâm tĩnh lặng, giúp cho tâm trong sáng. Còn quý vị không thiền được, quý vị tụng kinh. Quý vị không tụng kinh được, quý vị lại Phật. Quý vị không lại Phật được, quý vị niệm Phật. Quý vị không niệm Phật được, quý vị trì chú. Nhưng mà tất cả đều làm một cái công thức để giúp cho mình tịnh cái tâm. Trì chú là gì? Là mình chọn một câu thần chú. Thí dụ mình chọn câu án mani bát di hồng, hay là mình chọn câu án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, hay là mình chọn cái câu của chú dược sư: án bệ sắc thể, bệ sắc thể, bệ sắc xả ta một yết đế xóa ha. Hay là mình chọn cái câu trong đại bi chú: án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Chọn một câu đó, rồi mình ngồi tĩnh lặng, mình trì cái câu đó, mà miệng mình trì, tai mình nghe, tâm mình tĩnh lặng với âm thanh và cái lời tụng của mình, bao nhiêu cái suy nghĩ mông lung nó vắng hết, nó bật hết, và lúc đó nó chỉ có mình với câu thần chú thôi. Thì câu thần chú đó giúp cho mình định tâm, mà mình định tâm được qua một bài, một câu thần chú. Rồi mình định tâm được qua một câu niệm Phật. Thí dụ quý vị ngồi, quý vị hít vào A Di, thở ra Đà Phật. A Di, hít vào Đà Phật, thở ra. Mình ngồi 15 phút. Mình ngồi 15 phút cái thì mình tê chân. Mình xả chân ra cho khỏe. Trong khi xả chân, câu niệm Phật vẫn đi theo với mình. Bất cứ mọi hành động mình cứ làm, nhưng mà hơi thở với câu niệm Phật vẫn duy trì. Hơi thở nó đâu có tê, chỉ có chân tê thôi. Cho nên tê chân thì mình thả lỏng ra cho nó giảm cái tê chân, nhưng hơi thở vẫn duy trì. Sau đó mình đứng dậy mình đi. Chân trái A Di, chân phải Đà Phật. Hít vào chân phải, thở ra chân trái. Từng bước chân của mình phối hợp với hơi thở của mình. Mình làm như vậy mỗi ngày đều đặn. Ngồi cũng được, đi cũng được, niệm Phật cũng được, trì chú cũng được. Lâu ngày tâm mình nó thuần thục, lòng của mình nó tĩnh lặng xuống. Chuyện gì mình cũng nhẹ nhàng, và cái sự bình thản của mình. Bình thản đây không có nghĩa là mình gọi là thản nhiên, lạnh lùng trước sự việc, nhưng mà từ tốn giải quyết, lúc nào nó cũng hay hơn. Cho nên thận trọng thì tâm sẽ bình yên. Làm việc gì phải có thận trọng. Đừng làm trong vội vã hấp tấp, đừng làm trong sự thiếu suy nghĩ, mà phải tư duy quán chiếu mỗi việc mình làm, mỗi câu mình nói. Cung kính thì thân sẽ được bình yên, nhân từ sẽ đắc tự tại. Nhân từ là gì? Là cái tâm từ bi của mình đối với mọi loài, mọi vật. Pháp Hòa ví dụ, mình ở một cái nơi sông nước, có cua, có tôm, dễ cho mình đi câu lắm. Và nếu mình thấy rằng mình không cần thiết phải ăn đến mức như vậy, thì mình có thể giảm đi. Để gì? Để không có tổn thương cái lòng từ của mình. Và mình thường hay nói ăn để sống. Ăn để sống. Nhưng mà ăn có chánh niệm mới sống. Ăn không có chánh niệm vẫn chết như thường. Và thủy chung có chánh niệm cũng chết như thường. Nhưng mà chết trong nhẹ nhàng, không có bị nghiệp lực nó lôi kéo.
Đại chúng cứ nhớ mình không tin tội phước, tội phước nó vẫn có mặt với mình. Tại vì cái đó là luật tự nhiên. Mình không tin nhân quả vẫn đến với mình. Chứ không phải là đạo Phật mới tin nhân quả. Tôi không phải đạo Phật, tôi không tin. Dạ không. Nhân quả là một đạo lý của thế gian này. Anh làm lỗi, anh phải chịu lỗi. Anh trồng cái ớt là gieo nhân, thì trái ớt anh phải hưởng. Anh không phải, anh không nhất thiết phải, Phật không hề là cái người đặt ra như đạo lý nhân quả. Đại chúng nhớ là nhân quả không phải do Phật chế. Tội phước không phải do Phật chế. Nhân duyên không phải do Phật chế. Nhưng mà tất cả những đạo lý đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã ngồi thiền và tư duy và phát hiện ra nó. Phát hiện ra trên thế gian này, trên vũ trụ này, trong cuộc sống này có những mối tương duyên, chứ không phải từ một duyên mà nó có được, từ một nhân mà nó có được. Ngày hôm nay chúng ta có mặt đây không phải là sự tương duyên sao? Pháp Hòa nhận lời mời của Prince Edward Island. Rồi từ cái duyên đó quý vị nghe, quý vị, cô Tuyết là người email tới cho Pháp Hòa chứ ai? Cô Thủy là người email cho Pháp Hòa chứ ai? Rồi chút đó mà nếu mà chùa đây mà cho mình mượn thì mình mới được ngồi đấy. Rồi các vị mỗi người một tay làm mỗi việc, mình mới có mặt ở đây. Như vậy sự có mặt này dù chỉ có vài giờ đồng hồ, nhưng không có sự tương duyên, không có sự hợp tác của nhiều người, chúng ta không có mặt. Anh Vĩ là người phải chạy tuốt trên kia đón qua về. Rồi cô Hạnh phải lo chỗ cho quý thầy ở, nấu ăn cho quý thầy, vân vân. Như vậy Đức Phật là người phát hiện ra rằng tất cả mọi sự việc có mặt trên thế gian này không phải một mình nó có mặt, không phải một mình cái gì mà có được hết, mà phải có nhiều yếu tố trong đó. Một học sinh học giỏi, nhưng nếu không có những thầy giỏi dạy, học sinh đó làm sao phát triển cái giỏi được? Không có cha mẹ ủng hộ, làm sao học sinh đó yên lòng đi học được? Không có cơm ăn, không có áo mặc, làm sao chúng ta sống được? Bây giờ mình nhìn vào cơ thể chúng ta đây. Chúng ta có cái thân này là do đất, nước, gió, lửa. Chúng ta thường gọi là tứ đại. Nhưng mà nhà Phật nó là tứ đại giai không. Tứ đại đều là không. Tại sao? Tại vì đất không phải là mình, nhưng mà không có đất mình sống không được. Nước không phải là mình, nhưng mà không có nước mình sống không được. Hơi ấm không phải là mình, nhưng mà không có hơi ấm mình sống không được. Không khí không phải là mình, mà không có không khí mình sống không được. Như vậy, từ những cái không phải mình như là đất, nước, gió, lửa mà nó hợp lại, nó để duy trì cái sự sống của con người. Đấy, quý vị thấy là mình mượn, nãy giờ ăn cơm chưa? Ăn cơm chiều chưa? Đó là mượn rồi đó. Mượn chén cơm, mượn chén bún hồi chiều giờ rồi mới tới đây ngồi nè. Chứ thử không ăn, coi nãy giờ ngồi ẹo dữ lắm rồi. Có ăn rồi vẫn bụng. À, mình ăn xong rồi, 2 tiếng sau trả ra. Mượn một miếng nước mình uống, 2 tiếng sau mình trả ra. Trời nóng quá, mình mượn cái quạt để có gió. Trời lạnh quá, mình mượn cái áo để giữ ấm. Như vậy, ấm không phải là mình, chất ấm không phải là mình, nhưng không có chất ấm mình chết. Không khí không phải là mình, mà không có không khí là mình chết. Cho nên mặc dù trong cái nhà thờ này mình ở đây đông người chật chội, nhưng cũng phải để một vài cánh cửa cho nó thoáng để mình có thể lưu xuất được cái không khí. Khi mình nhìn tất cả đều là sự tương quan, sự hợp tác của mọi thứ, thì mình sao? Biết cung kính. Phải không? Biết cung kính. Và chúng ta biết trân quý, biết sử dụng đúng. Vì vậy cho nên các vị mà người ta tập tu, người ta giảm duyên. Cái gì không có phù hợp với cái duyên tu người ta, ta giảm bớt. Cho quý vị mà sống ở những cái thành phố nhỏ nhỏ về, yên lắng về cũng đỡ lắm. Không có những chỗ đi chơi, không có những chỗ để mình phung phí. Thành thử ra đi làm, lo đi làm về nhà. Mấy đứa nhỏ nó cũng dễ học hành hơn. Còn ở những thành phố lớn quá thì sao? Nhiều chỗ đi chơi. Không, con nít tụ họp thì nó phải có cái sự lôi kéo. Thành thử ra bất cứ cái nào, ở môi trường nào nó có cái buồn thiệt,
Nhưng mà bù lại thì nó cũng có cái lợi của nó là chúng ta không bị chi phối bởi những cái bên ngoài. Đó. Cho nên đại chúng để ý, mình sống là mình nhờ, nhưng mình lấy cái gì đúng thôi. Người tu mình ăn chay vẫn cần rau, hễ rau phải cũng sát sanh vậy. Cái cọng rau ta đang sống mình cắt vô mình ăn là cũng một sự sát sanh rồi. Nhưng mà sát sanh này so ra sát sanh một con cua, con tôm, con gà nó đang sống, cho ở đây mình cũng đỡ lắm. Ví dụ như mình ăn gà vịt thì ngoài chợ họ làm sẵn, mình không có thấy cái cảnh giết, mình không có khởi cái tâm, cái cách thức giết, đỡ lắm. Quý vị tưởng tượng thí dụ mình thích ăn gà sống rồi đó, bây giờ mình muốn ăn nó mình phải suy nghĩ cách nào. Ta bắt con gà làm sao, rồi cắt cổ nó làm sao, rồi nhúng nước sôi nó làm sao để nhổ lông nó. Một quá trình, một quá trình hành phạt một con người. Cho hồi xưa Pháp Hòa nhớ sư bà Hải Triều Âm, sư bà giảng, sư bà hãy nói: quý vị nhìn kỹ coi có phải trong cái bếp của mình không phải là một nơi hành tội tội một người con người sao? Quý vị không phải là quỷ sứ cắt lưỡi của mỗi đành nè, đánh dãy nè, đập đầu nè, thấy không, mổ bụng nè, vân vân đó. Mình nghe cảnh địa ngục á, cái cảnh địa ngục mà ta diễn tả một tội nhân xuống đó rồi hành phạt sao sao, nhìn kỹ nhiều khi một buổi chiều của mình là mình hành xác bao nhiêu. Đó là chưa nói, cho nên nó ở cái môi trường mình ăn uống nó là tránh đi cái đó. Cho nên đề xướng ăn chay đó không phải tu hành thành Phật gì đâu, nhưng mà chúng ta giảm được cái duyên sát. Và đồng thời mỗi ngày chúng ta ăn những món hiền lành, nó cũng trợ lực cho một phần trong cơ thể mình. Quý vị cứ tưởng tượng mình bỏ một cái nồi cua sống, trong khi mà lửa nó lên như vậy thì những con cua đó nó quào, nó cào cái nồi đó. Mình cứ tưởng tượng bất nhẫn. Ăn chi những cái món ăn mà nó khủng hoảng như vậy. Mặc dù đối với người thường người ta không thấy đâu, nhưng mình nhìn kỹ lại mình thấy tội. Pháp Hòa mà đi ngang chỗ nào mà thấy ta treo mấy con gà mà người ta làm rồi đó, là Pháp Hòa rùng mình, là tự nhiên mình giống như một con người nó treo cái cổ lên, nó xuôi bốn thai tan hai chân nó xuống. Lần nào đi chợ Hòa sợ lắm, không có dám nhìn. Mỗi lần mà đi ngang mấy cái chỗ đó là mình nhìn mấy cái con đó mình rung người mình lên. Cho nên là Pháp Hòa né, đi chỗ nào mà có mấy cái tiệm bán đó là né, không dám đi. Đi thấy khó chịu. Rồi mình mới thấy một con mà mình cứ tưởng tượng là mình ăn cái gì cũng phải ngon, phải tươi hết đó. Cho nên mình phải tập làm sao trong lòng mình nó có cái lòng nhân, lòng từ. Mà đạo Phật là đạo từ bi, Phật tử mình ít nhiều phải thể hiện tâm từ. Thôi thì ăn thì thôi cũng châm trước đi ha, nhưng ăn cái gì ta làm rồi đi, đừng có ham mấy con cua sống, con tôm sống rồi cứ đi câu đi vớt nó về, hay là đi mua nó về ăn. Mình bỏ vô nồi á, mình có nghe cái tiếng mà wow của những con cua trong nồi không? Đó, mình nghe được là mình biết nó đang gào thét ở trong đó đó. Đó, thành một cái cảnh địa ngục đó, mình tạo ra một cái cảnh. Cho nên quý vị thấy con nít ở đây nó sanh đẻ từ nhỏ tới lớn đây, nó nhìn những cái hình ảnh mà đập chém rồi nó sợ lắm, tại vì nó không thấy đó bao giờ. Còn mình ở một môi trường mà hở là giác nhau, giác dao rượt nhau đó, riết nó bình thường. Đó, tại vì từ nhỏ nó thấy cảnh nè, cắt cổ gà nè, đập đầu cá nè, thấy không? Nó thấy cái đó quen rồi. Rồi đánh lộn, đánh lạo nè, đâm chém nó thấy mỗi ngày. Cho nên riết cái, nó, họ coi mạng sống con người rẻ lắm. Còn mình ở đây là mình sợ, mình không thấy bao giờ, cho nên con nít ở đây nó sợ lắm. Và vì vậy mà tại sao nó thương thú vật là vậy đó. Mà lại gặp ở đây một cái quốc độ mà người ta lại thương con thú nhiều nữa chứ. Rồi kế cuối cùng là gì? Ngoài cái trưởng dưỡng tinh thần, nuôi dưỡng tâm từ, có một việc là đó là chúng ta luôn luôn duy trì sự lao động. Ngày xưa ở trong tổ Bách Trượng á, ở Trung Hoa đó, Ngài có đề xướng một câu như thế này ở trong cái quy luật nhà chùa của Ngài đó.
nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Thì cái câu đó bây giờ thỉnh thoảng được dịch ra no work, no food. Thì cái câu đó được ghi, thỉnh thoảng ghi trong chùa tạo hiểu lầm. Có nhiều Phật tử ta vô ta tự ái lắm. Ta không ăn. Hỏi sao không ăn? Thấy chữ không? No work, no food. Tôi không có work, tôi không dám ăn. Pháp Hòa nói không, đừng có hiểu lầm. Cái đó là bởi vì do một vị tổ, ngài hiệu của ngài là Bách Trượng, cho nên ngài mới đề ra một cái quyển sách gọi là Bách Trượng Thanh Quy, tức là những cái quy luật trong chùa do tổ Bá Trượng soạn. Quyển đó nổi tiếng, các vị mà tu theo truyền thống Phật giáo Trung Hoa là phần lớn đều biết cái quyển đó. Thì trong đó, đó khi mà tổ lớn tuổi rồi đó, các vị thấy ngài tổ Bá Trượng ngày nào cũng đem cây cuốc ra đi cuốc đất. Thì bữa nọ lúc ngài 90 tuổi rồi, thì các vị mới đem cái cây cuốc đi cất đi. Sau đó rồi bưng mâm cơm vào, ngài không dùng. Hỏi sao tổ không dùng cơm? Ngài nói bữa nay tôi đâu có làm gì đâu mà tôi ăn. Thấy không? Và chính cái câu đó, nhờ cái câu đó mà cái thời khó khăn ở Việt Nam á, tăng sĩ của Việt Nam nhờ câu đó mà sinh khí đời sống tu hành đó, nó không có bị ngưng trệ. Tất cả thiền viện, chùa viện lúc đó đề xướng câu đó để chi? Tất cả người tu, tu nửa ngày, làm việc nửa ngày. Sáng ngồi thiền tụng kinh xong, ăn sáng xong là cuốc đất, ra ngoài cuốc đất trồng rau, làm tất cả mọi công việc để có nguồn tài chánh cho chùa. Có chùa làm nhang bán, có chùa ủ tương hột bán, có chùa làm chao bán, có chùa làm xà bông, có chùa làm nước tương. Mọi tùy theo mỗi chùa, có chùa đi trồng rau rồi bó rau ra bán, có chùa làm đậu hũ bán. Mình không thể dựa dẫm nhờ vào tiền cúng dường thời đó nữa, tại vì người dân người ta còn nghèo mà ta có ăn, tiền đâu người ta cúng. Mà hơn nữa gặp thời loạn, thời khó, người tu không thể đi khất thực, thì tự người tu phải tự lực cánh sinh. Nó thể hiện được lúc nào cần làm việc mình sẽ làm việc, lúc nào mọi việc ổn định, có sự yểm trợ của thí chủ thì chúng ta yên lòng chúng ta tu. Quý vị biết theo truyền thống của Nam Tông, Pháp Hòa đến các chùa Tích Lan Pháp Hòa biết các sư ít nấu ăn lắm, tại vì ngày xưa là các sư phải đi khất thực. Ngày nay qua xứ lạnh rồi, mình có đi cũng ai cúng, đâu có ai quẩn đến nỗi trời lạnh mặc áo ra đi dọc dọc ngoài đường, có sư nào đi khất thực cúng dường không? Thì các thí chủ Phật tử của Phật giáo Nam truyền chùa Tích Lan á, các vị cũng không để cho chư tăng nấu ăn, bằng cách là các vị chia lịch ra hết. Một tháng 30 ngày là có đủ 30 gia đình tình nguyện nấu cúng dường. Pháp Hòa đến chùa Lào nè, chùa Campuchia nè, chùa Sri Lanka, người Tích Lan là Pháp Hòa biết cái việc đó, thấy cái lịch 30 ngày. Phật tử tại gia chia phiên nhau hết. Thí dụ trong đó là có thể có 10 gia đình. Họ chia phiên hết 10 gia đình thì họ đáo lại. Thì một gia đình như vậy có thể nấu 2 lần, 3 lần trong tháng đó. Mà chư tăng Nam truyền là ăn trước 11 giờ trưa. Thành thử các Phật tử họ nấu xong rồi họ để sẵn. Các thầy tự buổi trưa tự hâm lên ăn. Gia đình nào bận rộn ta nấu buổi chiều ta đem lên. Mai sáng các thầy hâm. Vậy các sư cũng ăn có một buổi chiều, à buổi trưa. Thật là để đời sống yên lắng cho người tu, người ta tu tập. Còn ở như các nước như Thái Lan, Tích Lan này có truyền thống khất thực thì các vị đi khất thực. Còn ở đây không đi khất thực thì các Phật tử chia phiên nấu đem lên cúng dường. Cho nên cái sự lao động á, nó không phải là cái sự cực khổ, mà bởi vì chúng ta là một người sống hoạt động. Chúng ta sinh động, sinh là sống, mà sống là phải động, động là làm. Cho nên không có chuyện mà người tu là ngồi yên chỗ chờ ăn, mà người tu đều phải làm việc, mà tùy theo cái làm việc. Thí dụ Phật tử ta đi làm 8 tiếng ở bên ngoài,
Người tu vẫn làm việc 8 tiếng ở trong chùa, chứ không phải là không có làm. Vì đó chính là làm cho tất cả mọi người bình đẳng như nhau và đều thấy được cái sự khổ nhọc. Mình có lao nhọc, mình mới thấu hiểu được cái lao nhọc của người. Và nhờ vậy cho nên, dù như con cái trong nhà cũng vậy, tập ăn cơm xong mình dạy con mình rửa chén. Hồi đó mấy chú tiểu, mấy thầy trong chùa Phá Hoa bắt xuống rửa chén, chia phiên hết. Tới bây giờ vẫn vậy. Tới bây giờ các thầy trong chùa vẫn chia phiên. Mà bây giờ các thầy lớn rồi, biết nấu ăn rồi đó, là mỗi thầy sẽ nấu một ngày. Ở trên đó bây giờ là từ thứ hai cho tới thứ sáu là mấy thầy chia phiên nhau nấu. Rồi các thầy nào không nấu ăn thì ăn xong rồi dọn dẹp rửa chén. Có một cái bảng đàng hoàng. Ai làm công việc như là quét trai đường, quét cầu thang, ai lo chánh điện, hương đăng, xếp kinh, ai lo đổ rác. Ngày xưa còn đi học á, là Pháp Hòa có trong danh sách luôn là làm thức ăn cho đi học. Một ngày làm 8 phần, 10 phần cho các thầy đi học với nhau. Mà hồi đó các thầy mới vào còn nhỏ, là một mình Pháp Hòa làm hết. Mà khi mà bắt đầu lớn biết chút việc rồi, chừng 10 tuổi trở lên là tất cả đều phải làm việc hết. Làm theo khả năng của mình. Nhỏ làm việc nhỏ, lớn làm việc lớn. Cho nên tất cả như vậy, nó mới có cái sự luân lưu, đồng cảm, đồng hành. Và đúng cái tinh thần của Đạo Phật là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đồng sự là gì? Chúng ta phải hòa mình trong công việc để chúng ta mới có thể thực hiện được cái tâm hạnh lân mẫn gần gũi chúng sanh. Cho nên chồng cũng phải làm việc, vợ cũng phải làm việc. Mình cứ quan niệm là chuyện bếp núc, chuyện của vợ, chuyện của đàn bà, không phải. Các thầy trong chùa đó, ai rửa chén, ai nấu ăn, mà thậm chí có nhiều chùa là không cho Phật tử vô sinh hoạt vô bếp luôn. Chùa lo hết, các thầy tự lo, Phật tử chỉ tới lo tu tập thôi. Như vậy mới thấy rằng cái tinh thần của Đạo Phật không phải chỉ ngồi yên mà tu ha, mà cũng phải có cái sự linh động làm việc. Tại vì làm việc như vậy cơ thể mới có hoạt động. Chúng ta mới đúng nghĩa của từ hoạt động. Hoạt là sống, động là moving. Còn sống là còn phải làm việc, còn phải moving và làm việc. Thì đó, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng 4 điều của một ông cư sĩ để lại cho các con ở trong một cái di chúc của ông. Thận trọng để tâm được bình yên, cung kính để được khỏe mạnh, nhân từ để được tự tại, lao động để được hòa mình. Mà có được như vậy thì mình mới thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, Đạo Phật nó không có rời cái thế gian này. Một vị tổ nói, Phật pháp bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp tợ tầm thố giác. Phật pháp không rời thế gian mà có, gọi là Phật pháp bất ly thế gian giác. Muốn có sự giác ngộ không thể rời thế gian này. Ly thế mít bồ đề, chỉ cần mình lìa cõi đời này mà tìm đạo thì mình đã trịch bên, mình đã mít, tức là mình đã lệch một bên với cái bồ đề rồi. Khác nào đi tìm cái sừng của con thỏ. Con thỏ nó không có sừng. Mình tìm sừng con thỏ không ra. Cũng như vậy, mình ở trong thế gian, mình rời khỏi thế gian mà là tìm đạo Phật là không có. Nhân đây á, trong này có một câu hỏi nó cũng tương tự. Tại sao xã hội càng phát triển thì sự ác độc của con người càng tăng? Thế giới này có thể diệt hết sự ác độc loài người không? Hay sự ác độc vẫn tồn tại? Thưa đại chúng, cái pháp mà làm khổ đau cho nhau, tổn giảm cho nhau thì kêu là pháp ác chứ không có gì hết. Cho nên mình hết thì không biết, nhưng mà giảm có thể. Tại vì tự mình, mỗi người nỗ lực mình tu. Mình phải tin, mình phải có một niềm tin lớn rằng nếu mỗi người cùng phát triển cái thiện thì cái ác nhất định phải giảm. Thôi bây giờ mình nói đơn giản đi. Trong nhà của mình, tất cả mọi thành viên trong gia đình đều muốn phát triển cái sự tu tập hết. Ngày nào cũng cùng nhau ngồi thiền, cùng nhau tụng kinh, thì chắc chắn
chắc chắn rằng cái sự mà gọi là bất đồng hạnh không hạnh phúc nhất định sẽ được giảm. Khi mình nói đến nhân quả đó, mình nói đến ba đời lắm. Tại vì có nhiều khi mình thấy tại sao người đó đời này họ làm thiện, mà sau cuộc đời họ không thấy gì thiện đến với họ hết. Họ làm thiện thì họ lại gia đình họ gặp khó khăn, tai nạn, thậm chí bản thân người đó chết sớm nữa. Thì mình nghĩ là cuộc đời này có thật có nhân quả không? Và xưa đại chúng rằng những gì người đó làm thiện chỉ mới làm đời này thôi. Và những có những cái nhân mình tạo nó không thể có quả ngay trong đời này, mà có thể là thời gian sau. Tại vì quả báo là cái nói gì cái nhân quả nó có hiện báo, hậu báo và sinh báo. Thế thì hậu báo là gì sao? Hiện báo là thí dụ mình trồng gì, cây ớt nè, cây cà nè, đó, trong vòng 1-2 tháng là có ăn. Nhưng mà có những cái cây nó đâu có ăn liền được, trong vòng 1 năm, 10 năm nó mới có trái. 5 năm mới có trái, như cây cam, cây bưởi, cây xoài, cây sầu riêng, thí dụ vậy. Cho nên có những cái nhân nó có thể có quả liền, nhưng mà có những cái nhân sau này nó mới có quả. Cho nên đừng vội thấy cái đó rồi chúng ta nói là không có nhân quả, có, nhưng mà cái quả nó ở về sau. Còn những cái gì chúng ta đang hưởng hiện tại nè, không, là cái đó của nhân của quá khứ. Có ngày hôm qua, có ngày hôm nay, có ngày mai. Như vậy có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Chị mở ra chứ. Kính bạch thầy, ý căn là gì? Ý căn có đồng nghĩa với thức ấm trong 12 nhân duyên và thức ấm trong ngũ ấm không ạ? Trước hết á, con người mình có 6 căn. Căn là gì? Căn là cái cơ quan. Căn là cái cơ quan, thí dụ cơ quan mắt gọi là nhãn căn. Cơ quan tai là nhĩ căn. Cơ quan mũi để ngửi là thiệt căn. Cơ quan lưỡi để mình nếm là tỷ căn. À, thiệt căn. Lỗ mũi là tỷ căn. Rồi xúc chạm là thân căn. Nhận thức mọi việc là ý căn. Như vậy mình có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Cái đó chúng ta gọi là 6 căn. 6 cái cơ quan. Nhưng mà 6 cơ quan này nó sẽ tiếp xúc với 6 cái đối tượng của nó. Thì cái đối tượng của nó gọi là 6 cảnh. Hiểu ý không? Thí dụ như con mắt thì phải có sắc để nhìn. Lỗ tai thì phải có âm thanh để nghe. Mũi thì nó có mùi để ngửi. Lưỡi thì nó có hương vị để mình nếm. Cái gì nó có đối tượng của cái đó. Nhưng mà trong này có một cái ý căn là nó nhận thức. Ý căn là nó tiếp xúc tới nhận thức. Và tất cả những cái hàng ngày chúng ta nói năng, nó tiếp xúc, rồi cái ý căn, cái thức đó, nó nhận thức, nó phân biệt, để nó nói lên vui buồn. Thì trong thập nhị nhân duyên á, có gọi là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Hành duyên thức. Thức tức là cái hành là những cái tâm hành, mà tâm hành nó tiếp xúc với cái thức, nó đồng với cái ý như vậy đó. Mà từ cái nhận thức đó đó, mà nếu mà nhận thức vô minh thì nó đưa đến khổ đau. Còn mình nhận thức nó như là, thí dụ như đây là hoa cúc chấm hết, nhưng mà mình lại thêm cái hoa cúc này đẹp hơn hoa cúc nhà chị hai. Rồi cái chị hai được, chị nghe được, chị buồn. Tại là thường thường chúng ta vui buồn, thương ghét hàng ngày là do chúng ta có cái nhận thức và có cái so sánh.
Nếu mà nhận thức nó như là thì nó khỏe hơn. Thí dụ như mình nhìn cũng con người đó đó, nói trời bữa nay sao xấu hơn bữa trước vậy, nhà là tao buồn rồi. Tao thành thử ra cái nhận thức của mình đó, mà mình pha với cái vô minh vô đó nữa đó, vô minh dương hành, hành dương thức. Cho nên đại chúng mới nhớ là trong giáo lý của Phật giáo á, nó không phải là cái đó, mà trong cái đó nó có cái kia nữa. Hành á là tâm hành, thế tạm gọi là hành động, mà nếu như hành động mà có vô minh là hành động gây khổ. Cho nên vô minh nó đứng đầu. Vô minh nó có thể đi với hành, vô minh nó có thể đi với thức, vô minh nó có thể đi với những cái khác. Thí dụ như lời nói của mình mà có vô minh là lời nói sẽ gây phiền não cho người. Lời nói của mình là cái hành động của mình mà có vô minh là hành động mình làm khổ cho người. Vậy mình tu á là mình nhận diện vô minh để mình chuyển vô minh ra minh. Đó, cái cách tu của Phật giáo là vậy. Tu là chuyển. Chữ tu là chuyển. Thì tất cả những cái gì mình nhận diện nó tiêu cực á, trước hết là mình phải nhận diện tất cả những cái hình thái tiêu cực của nó. Rồi từ đó chúng ta tu tập để chúng ta chuyển. Từ cái nhận thức đó ra cái trí tuệ. Cho nên tu tập là vậy thôi. Cho nên kêu tu là gì? Tu là chuyển. Mà chuyển gì? Chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là mình tập, mình huân tập riết nó thành cái nghiệp. Cái miệng mình là mắt thấy là phải nói, mũi ngửi là phải nói, tai nghe là nói. Thành thử ra mình busy cả ngày. Mà mình busy hình ảnh như vậy đó, mình đem vô hết trong cái tàn thức của mình. Cho nên tối chim bao. Rồi ấy mà mình lưu cái đó bằng một hình ảnh của thương nhớ, tối về ngủ cũng được, nhắm mắt lại người đó hiện ra trước mặt mình. Mà nếu mà cái hình ảnh của người yêu thì bắt đầu nhớ nhung rồi không ngủ. Còn nếu mà người đó là người mình ghét á, bực bội rồi khỏi ngủ. Cho nên rốt cuộc cái nào cũng mất ngủ hết, thành phiền não hết. Cho nên nhớ nha, phiền não không phải là ai chọc giận mới phiền não đâu. Bất cứ một trạng thái gì làm cho tâm không còn bình an như thường nhật nữa thì đó là phiền não hết. Thí dụ như giờ, hồi đó giờ mình chưa bao giờ ăn cái món bánh đó, tự nhiên ăn rồi không có nó, mình thèm ơi là thèm vậy đó, là biết rồi đó, nó phiền não rồi đó. Nhưng mà phiền não êm ái. Bạch thầy, nếu tụng kinh hay trì chú hàng ngày thì có bắt buộc phải chọn một khung giờ nhất định không? Không nhất định phải chọn một khung giờ. Nhưng nếu mình có chọn một khung giờ thì vẫn tốt hơn. Tại sao? Tại vì khi mình chọn một khung giờ nghĩa là mình đã lập thành một cái thời khóa cho chính mình. Và mình phải hết lòng đi theo cái thời khóa để cái thời khóa nó lôi mình ra khỏi sự giải đãi. Trừ trường hợp cái công việc của mình làm giờ giấc nó không cố định, thì đi làm có khi mình đi làm về 7 giờ, có khi về 5 giờ, có khi về 9 giờ. Vì công việc làm hay là vì việc nhà, chúng ta có thể tụng kinh không đúng giờ là vì hoàn cảnh, nhưng chúng ta vẫn duy trì được sự tinh tấn của mình. Như bằng nếu chúng ta có thời gian quy định mỗi ngày vẫn tốt hơn. Tại sao? Chính cái thời gian quy định đó nó là cái lực để nó kéo mình dậy trong những giờ làm biếng. Nhiều khi tới giờ tụng kinh cái bắt đầu nó buồn ngủ, nó uể oải, hay là ai rủ đi chơi, đi shop gì đó, mình nhờ có cái thời khóa không chị, 7 giờ em phải tụng kinh, thì mình tụng kinh. Cái thời khóa đó nó giúp cho mình vượt cái giải đại. Còn mình không có nhất định giờ giấc là vì hoàn cảnh thì nó khác. Mặc dù Phật giáo không có bắt buộc mình phải quy định giờ như vậy, nhưng mà đây là cái quá trình giúp cho mình tiến tu. Mình có tiến tu được, mình có tiến tu được hay không là do cái sự tinh tấn của mình. Làm sao để vượt qua nỗi sợ về cái chết? Chết rồi có gì nữa sợ? Cuộc sống mình á, nó không phải chỉ sợ chết không đâu. Nhưng mà chuyện chết nó sẽ đến, đừng lo.
không? Thay vì á mình lo về cái chết á, thì làm sao để mình sống an lạc mỗi ngày? Tại vì cái chết là chắc, cho nên gọi là chết chắc. Chúng ta thường nói vậy là chết chắc, và hãy động động cái chắc chết. Yên tâm là mình chết chắc, cho nên đừng lo việc gì rồi cũng là chắc chết. Cái chuyện mình chết là cái quả, hãy lo cái nhân. Là tại vì cái trước sau gì con người chúng ta cũng chết, nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta chết được bình an, nhẹ nhàng, chết mà không thấy có một sự tiếc nuối. Sở dĩ mình sợ chết là vì mình sống chưa an. Rồi nếu mình có an rồi thì không có sợ, tại vì an vui nơi này, an khắp mọi phương. Mình an được cái tâm, mình an được cái lòng mình rồi, đi hay ở, chuyện nó không có phải quan trọng. Thí dụ, Pháp Hòa ví dụ thôi, người có tiền trong túi rồi á, không có sợ phải trôi dạt về đâu hết, tại vì ở đâu mình có tiền mình vẫn sống được. Mình ví dụ vậy thôi. Mình mà có cái phước rồi á, không có cái hoàn cảnh khó khăn nào mà làm cho mình bị chùn bước hết. Cho nên ráng làm sao có được sự bình an của tâm, tạo được cái phước của đời sống. Phước qua ba nghiệp: thân, miệng, ý. Thân, sát sinh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng, nói dối, nói lời đâm thọc, chia rẽ, nói lời thô ác, mắng chửi, nói lời vô ích, dụ dỗ. Tâm, ý của mình có ba là tham, sân, si. Tất cả lỗi lầm do ba nghiệp thân, miệng, ý. Mà ba nghiệp này nó tạo ra 10 lỗi: thân 3, miệng 4, ý 3. Cho nên mình chuyển được 10 cái nghiệp ác ra thành 10 nghiệp thiện thì không có gì phải sợ cả. Còn nếu nói chết, Đạo Phật nói có hai loại chết. Khi nào mình tắt thở, khi nào mình tắt thở mình chết, cái đó gọi là nhất kỳ vô thường. Đó, thế nào rồi cũng sẽ tới giây phút đó. Nhưng mình phải có một cái thay đổi hiện tại là biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử là gì? Là hiện nay chúng ta đang sống đây, chúng ta hãy làm thay đổi, xê dịch, đó là dời đổi những cái tâm tánh kỳ cục của mình, những cái cách sống làm khổ mình, khổ người. Hãy nên thay đổi những cái đó để những cái đó nó chết đi. Và cuộc sống rất cần những cái chết này. Thí dụ một người đó luôn luôn nói chuyện ra là rất là cọc cằn, khó nghe, thay đổi cái đó đi. Vợ con được hạnh phúc, người thân xung quanh thoải mái. Ồ, sao bây giờ cái ông đó ông không còn vậy nữa ha? Cái ông như vậy đó chết mất rồi. Bây giờ cái ông bây giờ là một ông đã thay đổi. Quý vị thấy mình tu là mình thay đổi. Mình không tu thì mình vẫn y chang vậy. Còn mình tu sao mà mình còn hơn vậy nữa chắc chết. Không? Mình tu phải có thay đổi chứ. Tu phải có hồi xưa mình cọc cằn khó chịu, bây giờ mình nhẹ nhàng dễ dãi. Cái đó mới là đúng. Cho nên hồi xưa mình đi chùa mình không biết gì hết, mình dễ thương lắm. Ai nói gì mình cũng mô Phật dạ nghe hết. Tới hồi biết được chút rồi không ai sống nổi với mình hết. Tại vì xung quanh ai làm gì cũng trật hết á. Vô người ta mới đứng sáng nó không được, đứng về cũng đúng. Sáng về không được. Ta đi đâu người ta làm cái gì mình cũng đi theo. Mình thấy người này làm đúng, người kia làm trật. Rồi mình thấy làm về tội, làm kia tội. Cái tự nhiên mình biến người ta bị thối tâm. Và người ta sẽ nhìn Đạo Phật bằng một cách là: thôi hồi xưa tôi không đi chùa, tôi ít tội. Bây giờ đi chùa rồi tội nhiều quá, xài dây chùa thấy gì cũng tội hết. Đã rồi không thôi, còn không thôi thì hù người ta gì biết không, tổn phước. Đừng làm vậy nghe, làm vậy tổn phước. Rồi đó, thôi tôi ở nhà đi, tại hồi đó tôi chưa tu phước tôi không tổn. Giờ đi chùa tôi đi càng bị tổn phước. Tổn phước gì? Ví dụ như cái gối của thầy quỳ lại Phật, người ta không biết, ta lên ta ngồi, đi xuống tổn phước chết. Rồi nó mới leo lên nó tổn phước hết 5 phút rồi đó. Rồi xuống nó lấy cái ly nước nó uống, cái giật cái ly là ly của thầy, uống tổn phước chết. Mà Phật giáo đâu phải vậy. Phật giáo không phải mấy cái đó. Thành thử ra không phải đụng chuyện gì rồi cũng tổn phước. Người ta không biết.
Thí dụ mình á, là người nhẹ nhàng mà hiểu biết á, người ta lỡ tao uống phải không, cứ để tao uống bình thường đi, không có sao hết á. Rồi bữa khác mình ta uống rồi mình lấy mình rửa. Mình đừng làm cho người ta khó chịu trong khi mà người ta đang uống nước đó. Không chừng ta không tổn, mình tổn nữa. Mình làm cho người ta bị khó chịu, bị quê cơ. Ta đang uống gì cái giật ly lại, nó ly của thầy, uống tổn phước chết. Hiểu không? Thành thử ra đừng có để mấy cái đó, nó làm cho cái rối ren trong cái cuộc đời tu tập của chúng ta. Thật ra cứ như vậy đó, làm sao chúng ta đi ngọt ngào được đó. Chúng ta cứ bận rộn có đứa nào ngồi niệm Phật đúng không, ta tổn phước chết. Bận rộn mấy chuyện đó quá. Lẽ ra là chúng ta không nên cần có. Tu là giải thoát. Mà giải thoát là gì? Giải là mở, thoát là vượt. Giải mở những cái gút lăng tăng đó để chúng ta tâm tư chúng ta thoát ly được. Cho nên giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân và giải thoát hoàn toàn. Thí dụ giải thoát hoàn cảnh là sao đó? Bây giờ quý vị đã đến đây, nó không giống như hồi mình ở Việt Nam nữa. Ở Việt Nam bước ra ngoài một cái là thôi, đồ ăn đầy đường, nói được ngôn ngữ của mình, ăn uống thoải mái, đi đâu cũng thoải mái và rẻ nữa. Thí dụ vậy, giờ qua đây rồi khác biệt hoàn toàn. Nhưng mình đã chọn qua đây rồi vì mục đích của mình là con cái gia đình. Thôi thì bây giờ hãy giải thoát hoàn cảnh đi. Tối ngày cứ so ra ngồi cửa, sao nơi này không giống nơi kia. Ủa, nơi này sẽ giống nơi kia được. Cứ như vậy hoài thì không giải thoát hoàn cảnh. Rồi tự thân không thể giải thoát. Nước tương dở ẹt à, Việt Nam nước tương ngon. Không có thể nhẹ nhàng đứng giữa chai nước tương đó. Bây giờ có nước tương ăn là đỡ rồi đó. Ngày xưa không có nữa kìa. Không? Hồi xưa là chỉ cần có một chai nước mắm ăn thôi là đã hạnh phúc rồi. Bây giờ đủ hiệu hết trơn rồi bắt đầu chê. Nước mắm này không bằng nước mắm kia. Nước mắm kia không bằng nước mắm nọ. Hồi đó qua đây á, trời kiếm cái áo tràng mặc không ra. Người ta may tùm lum tà la mà kệ, cứ tròn vô, miễn có cái áo lam lam khoác lên người lễ Phật. Bây giờ ha, tôi không thích mặc áo này may không đẹp. Tôi không thích vải này mặc nó nhăn. Đó cũng mình hết. Cho nên phải giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân. Rồi khi nào hoàn cảnh và tự thân không còn ràng buộc, giải thoát là gì? Không ràng buộc những cái râu ria đó. Cái đó gọi là giải thoát hoàn toàn. Vậy có cần đợi chết mới giải thoát không? Không. Nếu mà đợi tới chết mà giải thoát không chắc. Tại vì hiện tại chưa gieo cái nhân giải thoát. Mình phải gieo cái nhân giải thoát ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta đây. Đó, giải thoát những cái chuyện xung quanh nó xảy ra mỗi ngày đó. Chứ đâu phải giải thoát là đợi chết đâu. Chữ vãng nghĩa là gì? Vãng là đi đến. Sanh là gì? Là một cuộc sống mới. Đi đến một cuộc sống mới là vãng sanh. Hồi đó mình ở cái chỗ khổ, bữa nay mình được vãng sanh qua chỗ sống tốt. Ngày hôm qua Pháp Hòa ở Charlottetown, bữa nay vãng sanh xuống Halifax. Vãng sanh là mình đi đến một cuộc sống khác thôi, chứ đâu có gì đâu. Cho nên đừng đợi chết mới vãng sanh. Không phải chết mới vãng sanh, mà mình phải vãng sanh ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta đây. Cho nên niết bàn, giải thoát, vãng sanh, thiên đường, địa ngục, nó không ở đâu hết á. Nó ngay trong cuộc sống của chúng ta. Niết bàn là gì? Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si mê là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là niết bàn. Tiếng Phạn là nirvana. Nơ là no, vana là negative. Khi nào mình sống không còn negative, nó là niết bàn. Như vậy niết bàn không phải là cái destination để chết tới, mà niết bàn là một trạng thái của tâm. Khi tâm mình có được tĩnh lặng bình an, tâm đó là tâm niết bàn. Cho nên niết bàn là một danh từ
để nói đến cái trạng thái tâm và được định nghĩa qua bốn chữ thường, lạc, ngã, tịnh. Cuộc sống này nó vô thường nhưng tâm mình bình thường. Cuộc sống này luôn luôn bất thường, tâm chúng ta cũng bình thường. iPhone nó có ra rần rần, mình không cần thiết cũng bình thường. Chứ không phải nó ra cái nào mình đổi cái đó. Mà khỏi có biết bấm tắt không? Dạ không. Vậy thôi đổi chi. Trời ơi, cái nào cũng ra hết mà chỉ có cái nút on off cũng không biết nữa. Đi vô trong hội chúng mà ta nói xin mở dùm cái chế độ rung, mà thậm chí người ta kêu gọi sùm xin nhớ tắt phone hoặc chuyển chế độ rung, vẫn ngồi tỉnh bơ. Rồi lát sau điện thoại nó reo, ôi chết tè. Chết cha. Rồi thôi lục lạo cái phone đi kiếm. Mà trong khi đó người ta gọi kêu rần rần, người ta kêu đi tắt, ngồi tỉnh bơ như thiền định. Và mình cảm thấy hình như tôi tắt rồi. Rồi có nhiều người còn niết bàn hơn nữa, tự tại hơn nữa. Alo, má đang ở trong chùa nè con. Trả lời phone ngay tại chỗ luôn. Thành thử ra mình mới biết rằng niết bàn là gì? Là thường. Thường nghĩa là cuộc sống luôn luôn bất thường thay đổi nhưng tâm vẫn bình thường. Những cuộc chạy đua của thế gian mình không cần thiết, mình vẫn bình thường. Đó là niết bàn. Một chữ thường. Con người có vui có buồn với mình, gặp mình chào hay không chào, mình vẫn giữ cái cung kính của mình là chào. Mình mới là thường và lạc. Tôi bực nó ghê vậy đó. Hồi sáng nó gặp tôi nó chào, chiều nay nó gặp tôi nó không ngó. Bởi tôi ghét tôi đâu ngó lại. Mình bất thường và mình không lạc. Người ta chào mình hay không chào mình, đó là cái bất thường của người ta. Nhưng mà mình có bất thường theo họ không? Nếu mình không bất thường theo họ là mình thường. Mình vẫn giữ cái thái độ vui vẻ để cung kính, để chào, gọi là lạc. Ngã là gì? Là tự tại trước mọi hoàn cảnh. Tự tại trước mọi hoàn cảnh. Người mình có làm việc đó cho ai, mai mốt người ta không nhớ mình, mình cũng ngã. Ngã là tự tại. Cho nên Đức Phật á, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Cái tượng đản sanh, mỗi lần Phật đản mình đi chùa đó, cái mình hay thấy người ta để câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Vậy thì chữ ngã trong chữ đó là cái ngã này nè, là cái ngã của niết bàn, là cái ngã của tự tại, chứ không phải ngã là tôi, là me, là my. Cái gì của tôi là cái đó còn khổ. Tại vì cái gì mà thật sự trên đời này có gì của mình không? Không. Cái người yêu còn không phải của mình nữa, chứ đừng nói là ai. Mình cũng không phải là của mình nữa. Nó muốn chết giờ nào nó chết nè. Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh nè. Chứ mình đây nè, cái thân này còn không phải thật của mình nữa, chứ có ai của mình. Chứ không có cái gì là mai hết. Nói cho vui trong chữ nghĩa thường nhật, qua lại giao tiếp thôi. Chữ ngã trong này là tự tại, không ràng buộc. Thường, lạc, ngã. Còn tịnh là gì? Tịnh đó đối lại với bất tịnh, nghĩa là những thay đổi, những cấu bẩn của thế gian, của con người, của sự việc. Chúng ta giữ được đúng bốn thái độ: thường, lạc, ngã, tịnh. Và bốn chữ đó chính là định nghĩa của chữ niết bàn. Tết nhất quý vị gửi lời chúc cho nhau. Con kính chúc bác bước sang năm mới hưởng được bốn đức của niết bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn nếu mình nói gọn là con kính chúc bác bước sang năm mới hưởng được bốn đức niết bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Còn nếu nói đầy đủ chữ: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn nếu mà ai nói gọn hơn: chúc bác năm mới luôn luôn có niết bàn. Trời ơi, nó trù tôi chết. Tại vì mình cứ nghĩ sao niết bàn là chỗ đi tới, mà không phải chỗ mình muốn tới sao?
thì ta chúc mình sớm về coi đó. Người ta ghi tên mình vô danh sách cầu siêu, mặc dù mình còn sống sờ sờ đây nè, cũng ngã luôn, tự tại luôn. Tại sao? Siêu là siêu phiền não. Tại sao chúng ta không an? Tại vì chúng ta phiền não nhiều quá. Bây giờ siêu được phiền não thì an. Cho nên nếu nói cho đúng là cầu siêu rồi mới tới cầu an. Cầu cho mình siêu phiền não thì mình liền được an. Cho nên chữ cầu an nghĩa là nguyện cho mình an. Cầu siêu là nguyện cho mình vượt phiền não, vượt những sự chấp trước. Vậy thôi. Còn tạm thời thế gian trong chùa thì người ta định nghĩa, ta quy định cầu siêu là cầu người chết, cầu an, cầu người sống. Chứ thật sự cái đó chỉ là một cái danh từ tạm để chúng ta phân biệt. Chứ còn đúng nghĩa là mình cũng phải cần cầu siêu nữa. Sống mà không có siêu cái gì hết, cái gì cũng dính mắc hết, thì làm sao chúng ta an cho nổi. Con hay nằm mơ thấy tai nạn và người chết, đám ma của người thân bạn bè, thậm chí có một người quen lâu rồi không gặp. Con rất sợ hãi, bình thường con vui vẻ và không trù ẻo hay gì xấu cho họ. Hỏi con không hiểu vì sao lại như vậy. Nếu mơ thấy ác mộng vậy con phải làm sao? Nói với nó không muốn thấy nữa. Mình nghĩ vậy nè. Mình cứ nghĩ á, hồi đó trong cái quẻ dịch á, nó có một câu vậy nè: thủy giả tài giả, nước cũng là tiền. Mình nằm chiêm bao mình thấy xấu là tốt, cho nên mình thấy đám tang là tốt, à, mình thấy mình té vô đống phân sắp trúng số. Mình cứ nghĩ tốt đi. Thí dụ như quý vị sợ chụp hình ba người, tại vì mình cứ nghĩ cái mặt xấu không à. Hỏi ba là xui, mà hỏi giải thích cái ba đó là gì nói không được. Như thay vì mình nói ba là xui, tại sao mình không nghĩ ba là hên? Tại vì ba là tam bảo, Phật Pháp Tăng. Ba là đa tài, đa phúc, đa thọ, phước lộc thọ. Ba ông phước lộc thọ đó, ông cũng đứng đó, mà đứng hoài có ai chết đâu. Rồi Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng ba tượng đó, gọi là Tây Phương Tam Thánh đó. Rồi trong các chùa mình thờ giữa Phật Thích Ca, hai bên Quan Âm, Địa Tạng, tất cả các vị đứng ba hết, mà mình lại muốn chết luôn. Còn mình giờ đứng ba sợ. Có nhiều khi chụp hình hết giờ rồi mà cứ đừng chụp ba, đừng chụp ba. Pháp Hòa nó đừng lo, em đứng giữa. Thôi vậy em lãnh cho. Hết giờ rồi mà cứ đừng chụp ba, đừng chụp ba. Đừng có sợ mấy cái đó. Đạo Phật không có sợ mấy cái chuyện vớ vẩn như vậy. Đạo Phật không phải nằm ở trong mấy cái chuyện ba bốn đó. Mà tại sao tâm tư của chúng ba tối ngày cứ nghĩ đến cái chiều xuống mà không nghĩ đi lên? Thí dụ có một câu chuyện thiền nè. Có cái ông đó, ông ta ông khoe, ông nói bạch hòa thượng, lúc này á, con ngồi thiền, con tu tập giỏi lắm, thế ông thế này thế kia, ông nói đủ thứ. Cái hòa thượng nói: mồ Phật, vậy ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận lên: tôi không phải là con người là con gì? Cái hòa thượng nói: thì ông không phải là con người, ông là Phật. Cái ông nói: vậy sao ông nói sớm? Tại vì thường thường mình nghe mà ta nói câu mình không phải là con người là mình nghĩ mình là gì, là chắc ông chửi tôi là con chó con mèo vậy, phải không? Mà mình không biết rằng ngoài con người, con chó con mèo, nó có ông Phật. Hiểu ý không? Thành ra ông phải là con người, tôi là con gì? Thì ông là ông Phật. Tại ông khoe, ông hết tham, hết sân, hết si, hết phiền não. Hiểu ý không? Có một ông kia, ông cũng tự cao tự đắc lắm. Ông tới ông gặp hòa thượng. Hòa thượng, tôi nghe người ta đồn á, ai cũng nể cả ông, ông nói ai cũng nghe phải không? Tôi hả? Không bao giờ tôi nghe ông. Nói vậy xong cái mồ Phật, đạo hữu xích lại đây tôi nói này cho nghe. Cái ông xích lại một chút. Cái hòa thượng đấy, xích lại đây tôi nói cho nghe. Xích lại một chút. Ông ngồi xuống đây tôi nói cho nghe.
Cái ông ngồi xuống: mô Phật, ông nghe tôi rồi. Hiểu chỗ đó không? Ờ. Rồi chừng bị mấy ông hòa thượng gạt nghe không? Làm sao để vượt qua phiền não khó khăn trong hôn nhân, công việc, kinh doanh? Em chưa có hôn nhân. Em không biết. Em không biết. Không sao, em mở dịch vụ mà. Thật ra đó quý vị nên nhớ là khi mình chấp nhận một người đối phương nào đó để mình chấp nhận sống chung, và mình thường nói với nhau là mình tìm một người bạn đời, người bạn này sẽ cùng với mình đi suốt cuộc đời này. Và mình thường gặp ai mình cũng khoe rằng đây là nhà tôi, my home. Tiếng Việt Nam có nhiều từ gọi vợ chồng rất là thân thiết. Nhà tôi, bà xã, ông xã. Sống sao mà sanh nguyên một bầy con, nguyên làng, nguyên xã nhau. Như vậy mình chấp nhận người đó không phải chỉ là một người tình theo nghĩa của thế gian thông thường. Từ cái đó nó đưa cái cuộc sống vợ chồng đi xa hơn, có nhiều cái ân tình hơn, và lâu năm nó thành ra cái nghĩa gọi là tình nghĩa. Mới đầu mình gặp nhau mình sống bằng tình thôi, tình của người nam và người nữ. Nhưng sống lâu ngày rồi thấy cái nghĩa nó sanh. Khi mà mình hết duyên với người đó, mình gọi là vợ chồng á, mình cảm thấy là mình không hợp với người đó nữa, nhưng mình hết duyên, nhưng mình nhìn xuống chút nữa thì mình thấy là duyên mình giữa với người này còn là giữa con cái. Cho nên đôi khi đừng có vì cái chuyện vợ chồng không hợp nhau mà ly dị. Chúng ta cắt cái duyên này ở trên, nhưng rồi cái duyên dưới này chúng ta cắt luôn thì tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Có đôi vợ chồng Việt Nam á, tại sao chúng ta vẫn sống chung được tới già là đâu phải không gây đâu, nhiều khi gây còn hơn nữa. Nhưng mà cái nghĩa nó bao bọc. Và người Việt Nam mình có cái hay nữa là mình biết nhìn nhiều cái đoạn của cái duyên. Duyên này là duyên vợ chồng, duyên này là duyên con cái, duyên người thân, cho nên giữ được. Cho nên trong hôn nhân á, không bao giờ mà không có những vấn đề. Vì mình ngồi lại, mình nhìn cái vấn đề hôn nhân này, những khó khăn này nó xuất phát từ đâu, để đi tìm ra được cái nguồn cội. Tại vì bất cứ một cái problem nào nó đều có cái nguồn cội, và nó đều có cái cách để giải quyết hết. Tại vì trong đó có mình mà cũng có người. Nếu mình muốn cuộc hôn nhân này được tiếp diễn trong hạnh phúc, trong an lạc, thì mình phải có phương pháp. Thương chưa đủ, phải hiểu. Thương phải có hiểu, không có hiểu không có thể duy trì tình thương lâu. Cho nên từ bi phải có trí tuệ. Không, trong từ bi không có trí tuệ thì từ bi này sẽ trở thành ra dại dột, bi lụy. Nhưng mà nếu từ bi không, trí tuệ không mà không có từ bi thì khô khan. Cho nên trong từ bi phải có trí tuệ, trong trí tuệ phải có từ bi. Vì vậy mà không phải riêng một cuộc hôn nhân, mà tất cả mọi hình thức kết hợp, thầy trò nè, anh em nè, bạn bè nè, đối tác làm ăn nè, nếu chúng ta mà không có những cái phương thức uyển chuyển, linh động, ôm ấp. Cho nên trong cái tình của tất cả đó, nó có rất nhiều những cái gia vị trong đó: bao dung, tha thứ, hy sinh, nhẫn nại, rất nhiều, để nó có thể duy trì mọi cái mối quan hệ trong cuộc sống. Không có những cái đó, nó không ra cuộc sống đâu. Cũng giống như quý vị nêm thức ăn mà chỉ một thuần một chất muối thì cũng không ngon.
Hay là thuần một chất đường cũng không ngon, mà phải có muối, có đường, có tiêu, có ớt, có ngũ vị hương, có cà ri, có bột nghệ, đủ các gia vị và tùy theo các món. Thì Phật giáo, Đức Phật dạy chúng ta cũng vậy. Trong trong cái tình yêu là một sự xây dựng. Mà sự xây dựng này đâu phải chỉ xây dựng rồi để đó, mà xây dựng này phải có bảo trì, phải có maintenance. Cho nên mình gọi là xây dựng mà, là đây là một cái construction. Nhưng mà không có maintenance, nó sẽ destruct, tức là nó sẽ tiêu hủy, nó sẽ tan biến. Construct, maintenance, otherwise destruct. Xây dựng, bảo trì, không thôi là nó sẽ hư sụp. Không phải chỉ riêng trong vấn đề tình cảm vợ chồng, tất cả mọi thứ tình cảm. Tại vì con người là sống bằng tình và cảm. Tình là cái thay đổi, nhưng mà cảm là cái thông. Cho nên cảm rồi mới thông, thông rồi sẽ cảm. Cho nên mình không cảm thì không thông, mà không thông thì không thể cảm, chứ gọi là thông cảm hay là cảm thông, nó đều hỗ trợ. Cho nên những phiền não nhất định phải có, nhưng quan trọng là chúng ta có phương pháp. Thái Hòa hay thưa với đại chúng, có Phật pháp là có phương pháp. Phật dạy rất nhiều những giáo lý để chuyển hóa những tâm hành khó chịu của mình, để làm sao ôm ấp được những người xung quanh, chứ không phải chỉ riêng vợ chồng con cái. Có dịp quý vị mở kinh Kinh Thiện Sanh ha, bấm lên internet đó. Phật dạy Kinh Thiện Sanh. Và nếu quý vị mở bài kinh đó ra, quý vị đọc xong rồi nghe những bài giảng dạy về Kinh Thiện Sanh, rồi đọc luôn cả bài Kinh Hạnh Phúc hay là Kinh Phước Đức. Con người sinh ra là mang tội, kiếp người ai cũng mang tội. Con thấy chỉ có đi tu, con người sẽ từ từ hết tội. Nhưng một điều, muốn có một cuộc sống thì kinh doanh đi hoặc đi làm. Nhưng trong nhà Phật không cho phép mình kinh doanh đi làm. Nói oan cho Phật. Phật đâu có biểu mình không được đi làm, không được kinh doanh. Nhưng mà kinh doanh có đạo đức, đi làm có đạo đức. Kinh Thiện Sanh có dạy đủ hết. Quý vị về bấm cái bài kinh đó đọc. Đọc không chưa hiểu, tìm những bài giảng. Đức Phật có dạy, Pháp Hòa có soạn một cái bài kinh mà do Phật dạy. Nghĩa là mình muốn kinh doanh, muốn làm giàu, thì chúng ta sẽ kinh doanh và làm giàu trong cái đạo đức. Quý vị nhớ á, Phật giáo có hai cái giáo lý. Có những người, người ta không thích cái cõi ta bà này nữa. Tội cõi ta bà này khổ lắm. Người ta muốn sanh về cõi cực lạc Tây Phương. Cho nên Phật dạy người đó tu tập như thế nào, để khi họ xả bỏ cái thân đời này, họ sanh về cõi an lạc tịnh độ của Phật. Nhưng cũng có những người, người ta vẫn còn thương thích thế gian này, thì Phật sẽ dạy cho họ tu tập như thế nào để họ vẫn trở lại cõi đời này mà đúng theo họ. Ai ở đây đọc kinh Dược Sư sẽ biết chuyện đó. Người giàu có, muốn quan chức, muốn địa vị, muốn cầu con trai, con gái, cầu tất cả mọi cái phương pháp của thế gian. Nhưng Phật đều dạy cái phương pháp tìm những cái việc mình muốn đó qua con đường đạo đức. Đại chúng nhớ, đạo Phật không hề cấm cản chúng ta làm những gì để chúng ta có được cuộc sống. Nhưng Đức Phật có một điều rằng, dạy chúng ta luôn luôn phải có đạo đức trong mọi việc làm của mình. Thí dụ Đức Phật dạy làm ăn buôn bán, nhưng né tránh có những công việc không nên làm. Thí dụ như buôn bán súng đạn, buôn bán những chất độc tố, buôn bán những thứ nghiện ngập như là xì ke, ma túy, rượu chè, bia rượu, thì Đức Phật dạy chúng ta đừng nên. Và thậm chí buôn bán người, tổ chức những chỗ mại dâm, những cái nơi mà làm điều bất chánh, tổn hại đến con người, vân vân, Phật không cho làm mấy việc đó. Còn cái chuyện quý vị đầu tư kinh doanh bình thường,
Thậm chí Phật còn dạy người có tài sản phải biết chia tài sản tiền của mình ra 5 việc. Trong đó có một việc là đầu tư làm ăn, rồi để dành một phần để dưỡng già, hữu khi hữu sự. Rồi Phật còn dạy mình phải giúp đỡ người thân, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ người thân, phụng dưỡng cha mẹ, bố thí làm lành. Phật dạy rất nhiều. Rồi trong đó Phật dạy có một bài kinh khác Phật dạy đó, một người cư sĩ có 4 cái điều an lạc. Trong đó tiền của làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình là một điều an lạc. Tài sản mình có được sử dụng một cách chân chánh là an lạc. Có nhiều người làm cực mà xài bẫy. Không? Cho nên Đức Phật dạy làm cực là một an lạc mà xài đúng là một an lạc. Cái thứ hai, một cái an lạc nữa là sống không có tội lỗi, không làm những điều tội lỗi là an lạc. Cho nên đọc trong kinh Phật rồi mới thấy là Đức Phóng Hoa nói với đi vậy là Đức Phật là luôn luôn hướng về con người mà hướng dẫn, chứ Đức Phật không có dạy gì khác đâu. Mà khi mà chúng ta sống trong đời sống này á, chúng ta có những an lạc hiện tại rồi đó, đừng lo chuyện vãng sanh của chúng ta, nhất định thôi. Tại vì cái nhân mình như vậy thì nó sẽ là an lạc của cái đi lên thôi. Còn thí dụ như nếu nó có tái sinh là cõi này đi nữa, chúng ta không rơi rớt vào những cõi khổ. Cho nên luân hồi là gì? Không cần phải chấm dứt luân hồi nữa. Luân hồi là sự trở lại. Nhưng nếu chúng ta không khổ đau vì sự trở lại thì đó là sự vượt thoát khỏi luân hồi. Không khổ đau với những cái bình. Thí dụ có ai mà đi đường mà đèn đỏ mà ngồi khổ không? Mình thường thôi, là mình biết đây là cái luật đi đường. Cho nên mình những cái gì trong cuộc sống này, giống như đói phải ăn mà ngồi khóc không, chờ tôi đói tôi phải ăn tôi khổ ghê vậy. Đói thì ăn, khát thì uống, cuộc sống nó bình thường như vậy. Cho nên cũng đừng có nghĩ rằng, thí dụ mình nói là con người mang sinh ra là mang tội đó, không phải là tội, đúng hơn là chúng ta đều có cái nghiệp của mình. Quý vị về á, mở lại cái bài giảng của Pháp Hòa, nghiệp cũ nghiệp mới, cái bài giảng nó tựa vậy đó. Thì khi mà cái bài kinh đó, đó Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta có mặt, chúng ta đều có hai loại nghiệp, đó là nghiệp cũ. Nhưng mà từ cái nghiệp cũ này á, một là chúng ta tu tập để chuyển hóa, còn không khéo chúng ta tạo thêm nghiệp mới. Rồi cũng cái nghiệp cũ đó mà chúng ta khéo tu thì từ nghiệp cũ này nó chuyển và nó sanh phước. Pháp Hòa ví dụ nè, mình có con mắt, nhưng nếu chúng ta dùng con mắt để nhìn người và cảm thông cho người, để thương yêu người, thì mắt này tạo ra phước chứ. Nhưng nếu mà chúng ta có, con xin lỗi, nếu chúng ta sinh ra con mắt chúng ta nó không bình thường, nó hư, mà chúng ta còn không biết nhìn người bằng cặp mắt thương yêu đó, mà còn phán xét, còn soi mói người, thì cái nghiệp cũ này nó chồng theo cái nghiệp mới nữa. Còn nếu mà chúng ta từ cái nghiệp con mắt này mà chúng ta biết nhìn người bằng một cặp mắt thông cảm thương yêu, thì nó chuyển nghiệp, nó tạo phước. Thế thôi. Bàn tay này có thể làm ra hàng ngàn hàng tỷ việc, chứ không phải việc lành, nhưng cũng bàn tay này có thể tạo nên những điều bất như ý. Quý vị có nhớ Tôn Ngộ Không không? Biết không Tôn Ngộ Không phải không? Có nhớ một cái lúc nào đó là bị một cái nạn đó, Tôn Ngộ Không dứt một cái lông khỉ ra, thổi cái phù cái nó ra cái nhà, thổi cái phù nó ra cái con khỉ khác không? Cái chỗ đó để nói lên cái ý gì? Người biết ứng dụng quyển chuyển, gặp lúc nguy cơ một sợi lông cũng có thể làm ra việc. Hướng dẫn chúng ta. Gặp cái thời khó khăn, cơm không đủ ăn, chỉ có một bát gạo, chúng ta nấu cháo. Cháo đặc không được, nấu cháo loãng, để làm sao duy trì sự sống cho mọi người. Pháp Hòa nghe kể rất nhiều việc đi vượt biên, lên trên tàu mà khó khăn, lúc đó mỗi người chỉ được một giọt nước thôi, mấp mấp trên miệng để duy trì sự sống thôi. Lúc đó không phải là một sợi lông khỉ là gì. Không, khi nào chúng ta có uống thì cứ thoải mái, nhưng có những lúc chúng ta chỉ cần một giọt nước ở trên môi mình thôi để duy trì sự sống và sự khô khan của mình. Cho nên đừng có hiểu lầm Phật không cho mình kinh doanh làm ăn nha, mình phải có đạo.
Nếu không có làm ăn, không có tiền, không có tiền, không có cúng. À, biết ơn thầy, các anh chị đã dành thời gian quý báu thuyết pháp. Mỗi ngày con thường trì tụng kinh Địa Tạng, nhưng cũng vài hôm con bận và 2-3 ngày không trì tụng. Những buổi tối ấy con sẽ thấy những hương linh. Dạ thầy giúp con nên tiếp tục trì kinh không ạ? À? Cứ tiếp tục chứ có sao. Người ta đến để người ta nhắc nhở mình. Nếu có không? Thật ra mình tụng kinh đều có các vị hộ pháp thiện thần, hay là tất cả những các vị người ta đến người ta nghe. Ở đây có ai từng cho chim bồ câu ăn không? Nếu bữa nào mình không cho ăn, nó có tới nó tìm không? Chưa, chưa phải không? Pháp Hòa thấy có nhiều chỗ Pháp Hòa tới, bữa nào mà quên á, bồ câu nó bay tới nó đậu trên cửa, nó gõ cái mỏ nó vô trong cái kiến nó nhắc. Thật ra bồ câu mà nó còn biết tới giờ mình cho nó ăn, không có sao hết, mình cứ trì. Còn thí dụ sợ đó, thí dụ mà mình sợ đó, thì có thể bữa nào mình nóng tụng thì mình thưa: hôm nay con bận, con không có trì kinh được, các vị hoan hỷ cho. Cái gì cũng tất cả đều do tâm thức của mình hết. Mình nhận thức nó không được ổn thì mình lại có lời thưa để nó ổn. Quý vị đi khách sạn, đi đâu ngủ, mình ngủ mình thấy giấc ngủ mình nó không có bình yên, giật mình dậy quý vị xin thưa liền: hôm nay con đến đây đi du lịch 3 ngày, con sẽ ở đây, thôi con xin phép quý vị cho con được ngủ ở đây 2 đêm 3 đêm rồi ngủ ngon. Cái gì cũng do tâm hết, phải không? Và trong cái cõi tâm linh đó, mình không thấy mà mình cảm nhận thì cứ đáp ứng lại bằng cái tâm linh của mình. Trước hết con cảm ơn thầy đã dành thời gian xuống Halifax xa xôi để chúng con có bữa ăn tinh thần này. Thật ra lòng con hiện tại đang rối bời vì những công việc hiện tại. Thầy đã đến lúng lúc, những gì có thể giúp con hiện tại là những lời nói động viên của thầy. Mong thầy cho một con một vài lời để lòng con an yên vượt qua lúc này. Nãy giờ nói hơn tiếng rưỡi rồi, nói còn nói vài lời gì nữa. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đại chúng rồi, khi mà mình nhớ rằng trong cuộc sống này chúng ta đều có những cái cuộc thử thách, và người xưa thường dạy chúng ta rằng vạn sự khởi đầu nan, cả hàng ngàn việc chúng ta bắt đầu đều từ sự gian nan hết. Nếu quý vị nào có mặt ở đây của 40 năm trước, quý vị hỏi quý vị đó khi vừa đặt chân đến Halifax này đã sống những ngày đó như thế nào. Pháp Hòa ở đây là 36 năm. Ngày nay quý vị thấy có chùa chiền như vậy, nhưng mà Pháp Hòa cũng phải đi qua 36 năm trường khó nhọc, cho đến bây giờ vẫn chưa dứt. Vì bất cứ thời đại nào nó đều đi theo những cái khó nhọc của cái thời đại đó. Quý vị lo một cái mortgage, Pháp Hòa 3 cái mortgage. Tại vì ở đây mình muốn xây dựng là phải mượn tiền, mượn nợ ngân hàng. Và chính phủ đâu có cho mình free điện, free nước gì đâu. Mình đều phải trả tất cả mọi cái chi phí như tất cả quý vị ở ngoài. Mà quý vị cứ tưởng một cái nhà của mình bao lớn, và hàng tháng mình trả tiền điện, tiền nước nhiêu. Chùa nó gấp 10 lần cái nhà của mình, thì tiền điện, tiền nước mỗi tháng phải bao nhiêu? Tiền gas, tiền bảo hiểm. Bảo hiểm ở đây cũng là hai loại bảo hiểm, phải không? Bảo hiểm building, tức là cái nhà, và bảo hiểm những dụng ở, những vật ở trong cái chùa đó. Cái chuông, cái mỏ, tượng Phật, kinh sách đều phải có bảo hiểm hết. Thà mình mua bảo hiểm cái tòa nhà mấy ngàn square feet đó, rồi phải mua luôn cái tất cả những gì có trong cái chùa đó. Nếu mà quý vị chịu ngồi nghe than,
Em là cả một núi, một hầm, một lò luôn. Nhưng mà nhớ là cuộc sống nào cũng phải có những khó khăn và thử thách. Nhưng mà tất cả những sự khó khăn và thử thách đều sẽ được qua hết. Nhớ trong lòng một câu: không có cơn sóng nào mà trồi hoài không lặng. Sóng nhồi nào cũng phải có lúc nó lắng xuống. Nếu như á, Đức Phật dạy trong kinh á, nếu mình có một nắm muối, nếu nắm muối đó bỏ vô ly này thì nó mặn. Nhưng nếu nắm muối đó bỏ ngoài sông, nắm muối đó không là gì hết. Nắm muối này là gì? Là nghiệp của mình. Nhưng nếu phước mình như cái ly này thì nó mặn lắm. Còn phước mình như sông thì nắm muối đó không ăn thua. Tất cả những nghiệp lực của chúng ta như một nắm muối trong tay. Nhưng sự tu tập của tâm mình, sự định tĩnh của cõi lòng mình, mênh mông như đại dương, như biển, như sông, nắm muối đó, nghiệp lực đó không đủ để làm cho mình chùng bước, thối lui. Cuộc đời Pháp Hòa không có gì giỏi hết, không có gì hay ho hết. Pháp Hòa chỉ có một chữ thôi: ráng. Chữ ráng khổng lồ vậy đó, lúc nào cũng ráng hết đó. Tại vì Pháp Hòa không có đi học, Pháp Hòa không có một khả năng gì hết. Mà ngày nay Pháp Hòa muốn làm được việc gì là cả một sự ráng. Và cuộc đời Pháp Hòa là luôn luôn có một chữ ráng rất là to. Mà nếu không ráng thì không có lết la tới bây giờ đâu. Thấy không? Thành thử thôi, quý vị thấy em ráng được 36 năm rồi. Mà còn ráng dài dài. Ngày nào còn sống thì ngày đó phải ráng. Ráng tu, ráng làm, ráng học, ráng vượt qua. Rất nhiều cái ráng. Thấy không? Thành thử ra, nếu mà cái thất bại chúng ta dừng lại, cái thất bại đó mãi mãi sẽ là thất bại. Nhưng nếu thất bại đó chúng ta đi tới, thất bại này sẽ được chuyển hóa. Và Pháp Hòa đã tự làm một bài kệ cho mình: thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu. Thất bại mà đi tới, thành tựu mới ngàn du. Chúc đại chúng an lạc, sức khỏe, có nhiều thành tựu trong cuộc sống mới. Hồi nãy hình như có ai muốn cúng dường bài hát phải không? Hồi nãy ai muốn cúng dường bài hát đâu thì mời lên đây. Ai muốn cúng dường bài hát đó mời lên đây. Đầu Pháp, cho Pháp Hòa nghe được nhân lực, nhân tài của Halifax. Ai phát tâm cúng dường bài hát? Hồi nãy dõng dạc lắm mà. Dạ có, hình như anh phải không? Thôi bây giờ trước khi chúng ta qua đề tài khác, chúng ta chắp tay hồi hướng trước. Xin đại chúng đồng đọc theo: pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên.